Những hình ảnh đầy thú vị từ show diễn của nhà mốt Ziakai Studio trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Thượng Hải Xuân Hè 2025 đang được công chúng với màu điệu chia sẻ rộng rãi. Trên sàn diễn, các người mẫu catwalk cùng những chú chó đa dạng chủng loại. Chúng cũng được mặc quần áo mang phụ kiện hết sức đáng yêu. Ngoài ra, khách mời tham dự show cũng mang theo chó cưng. Được biết, bộ sưu tập lần này của thương hiệu lấy cảm hứng từ những chuyến đi bộ hàng ngày của người sáng lập Ziakai. Anh đã quan sát các tư thế khác nhau của con người và thú cưng trong những khung cảnh đô thị nhộn nhịp. Các thiết kế của bộ sưu tập sử dụng những gam màu trầm và trung tính, ít họa tiết. Điểm nhấn nằm ở đường cắt may, dựng phơm hoặc những chi tiết tạo điểm nhấn to bản, chi tiết cut out táo bạo. Tinh thần chung của thương hiệu này là sự phá cách độc đáo, mang đến hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, cá tính và thu hút. Ziakai Studio được thành lập bởi Ziakai. Anh tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật tại trường cao đẳng thời trang London và thạc sĩ nghệ thuật tại cao đẳng nghệ thuật Hoàng gia. Nhà thiết kế này từng làm việc cho Alexander Wang, Claire Farrell, Matthew Miller. Thiết kế của anh được lấy cảm hứng nhiều từ kiến trúc kết hợp các phương pháp xử lý hiện đại. Tuần lễ thời trang Thượng Hải được tổ chức 2 lần mỗi năm, bắt đầu từ năm 2001 và thường kéo dài khoảng 7 ngày. Đây là một phần của lễ hội văn hóa thời trang quốc tế Thượng Hải diễn ra trong khoảng 1 tháng.